Hiện nay tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tình trạng xây dựng cũng như cơi nới nhà không phép trên đất dự án diễn ra tràn lan, vô tội vạ với chiều hướng ngày càng tăng, gây khó khăn cho việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, đi ngược lại với chủ trương kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Quảng Nam. Điều đáng nói là nhà xây rất kiên cố, thậm chí từ 2 đến 3 tầng. Bên cạnh đó, làm nhà luôn trong đất dự án mà doanh nghiệp đang triển khai. Đây là sự buông lỏng đến tận cùng của các cơ quan chức năng của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, thì từ năm 2018 đến nay, liên tục xảy ra việc các hộ dân tự ý xây dựng nhà khi chưa được cấp giấy phép xây dựng. Số trường hợp vi phạm đến thời điểm hiện tại, theo thống kê riêng của chúng tôi, là khoảng 40 trường hợp và nhiều nơi các hộ dân đang đổ trụ bê tông chờ sẵn. Điều này gây khó khăn rất lớn cho công tác giải phóng mặt bằng, cũng như triển khai thi công của các dự án đã và đang đầu tư vào tỉnh Quảng Nam. Điều này đã vô tình đẩy các doanh nghiệp vào chỗ rất khó khăn khi triển khai dự án, vừa tốn rất nhiều tiền, vừa mất thời gian xử lý. Nguyên nhân sâu xa đó là sự buông lỏng quản lý địa bàn của chính quyền địa phương, mà đặc biệt là đội quy tắc đô thị, thị xã Điện Bàn và Ủy ban Nhân dân phường Điện Dương. Theo ghi nhận thực tế của phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn tại các dự án, thì việc người dân tự ý cơi nới và xây dựng nhà không phép diễn ra ngang nhiên trước mắt chính quyền địa phương cũng như các chủ đầu tư. Thợ xây dựng tập trung đông hàng chục người để xây dựng, nhưng bên ngoài không ai nghĩ là công trình xây dựng này đang không được cấp phép và xây dựng trên đất dự án. Không chỉ cơi nới thêm, một số hộ dân còn xây hẳn những căn nhà 2-3 tầng với diện tích hàng trăm mét vuông trên phần đất 20 mét vệt cây xanh ven đường DT603 và một phần đất nằm trong dự án. Đáng chú ý hơn, có hộ xây hẳn gần chục phòng trọ để cho thuê, hiện trạng đang trong giai đoạn hoàn thiện và đã bắt xong điện nước sinh hoạt. Như vậy, có sự kinh doanh trục lợi trong sự thiếu kiểm soát của chính quyền địa phương, chứ không phải chỉ là việc giải quyết về nhu cầu nhà ở thiết yếu. Trước thực tế đó, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Điện Dương. Ông cho biết. Trên địa bàn phường có dự án thì cũng có cái tình trạng xây dựng cho phép. Mà hiện bây giờ là tình hình xây dựng cho phép cũng có cái dự án đang lại. Đặc biệt là lợi dụng cái tình hình dịch Covid diễn ra đầu tháng 3 đến đầu tháng 5 thì nhân dân địa phương cũng có cái tình trạng xây dựng cho phép. Hiện nay thì tại ghi nhận của phóng viên thì rất nhiều cái trường hợp mà nó xây dựng trái phép mà rất kiên cố từ 2 đến 3 tầng. Tại sao mình không làm ban đầu mà để cho đến khi mà nó kiên cố như thế nó lên thì cưỡng chế cũng rất khó và gây mất an ninh trật tự tại địa bàn. Cái việc đó thì trước đây là đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã cũng báo cáo với ủy ban thị xã rồi. Có trường hợp đó rồi, cái danh sách có trường hợp để ủy ban nhân dân thị xã có hướng chỉ đạo. Nhưng mà sắp tới đây là chỗ phường cũng đã lập biên bản và đề nghị là cấp trên là ra quyết định xử phạt rồi. Từ số để trả là nghiêm trọng mặt bằng. Nhưng mà sắp tới đây là công phường cũng mạnh dọn là đề xuất với cấp trên là cưỡng chế một vài trường hợp để nó lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn. Hiện bây giờ là tình hình là xây dựng trái phép rất là nặng. Cho nên rồi là củng cố kiện toàn là cái bộ máy lãnh đạo ủy ban dân phường phân công rõ trách nhiệm. Cái hiện bây giờ là bộ máy là đông khuyết. Điều đáng nói, ông Tuấn mới giữ chức quyền chủ tịch phường Điện Dương từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 và trước đó ông làm phó chủ tịch văn hóa xã hội. Nhưng điều đáng nói ở đây là chiều ngày 13 tháng 7 năm 2020, phóng viên có tới làm việc tại trụ sở của đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Điện Bàn, đơn vị trực tiếp kiểm tra, kiểm soát và lập biên bản xử phạt các hộ dân xây dựng trái phép. Ông Nguyễn Đình Chấn, đội trưởng đội kiểm tra quy tắc đô thị, bận việc không có mặt ở cơ quan. Phóng viên đã được hướng dẫn làm việc với ông Trần Tài, đội phó đội kiểm tra quy tắc đô thị. Đó, anh kêu bây giờ trên một cái thông tin là địa phương nắm chặt hơn, anh không làm việc với địa phương. Còn vấn đề ở bên thị xã thì đã có người trả lời của anh đó, cho bên đơn vị chúng tôi là anh không cho trả lời. Anh mua không cho trả lời anh. Anh kêu bây giờ mình không có cái nhiệm vụ trả lời phóng viên mới biết, tại vì bên kia có bên ủy ban xã có người rồi. Nhưng mà anh nói không cho anh trả lời. Đội trưởng. Đội trưởng tên chi anh hả? Nguyễn Đình Trắng. Nguyễn Đình Trắng. Nhiệm vụ trả lời này á là ủy ban thị xã cũng đã có người bố trí trả lời. Còn cái cụ thể như thế nào là địa phương cũng đã trả lời rồi. Đó là anh rồi. Cho nên nhiệm vụ của đơn vị đây là không có nhiệm vụ trả lời.
vì sao lại có sự trả lời hời hợt và thiếu trách nhiệm như vậy đến từ cơ quan trực tiếp kiểm tra xử lý những vụ vi phạm xây dựng trái phép tràn lan? Dư luận và người dân đang đặt ra rất nhiều câu hỏi, có hay không sự hậu thuẫn của các cán bộ trực tiếp quản lý địa bàn để rất nhiều người cố tình xây dựng nhà trái phép trên đất dự án để trục lợi. Việc tập kết đất cát, gạch, vật liệu để phục vụ xây dựng rất ngang nhiên, tràn lan trên vỉa hè và tràn xuống cả lòng đường, bịt kín cả cống thoát nước và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người tham gia giao thông. Sự buông lỏng quản lý này vô tình tạo điều kiện cho người dân vô tư xây dựng nhà theo ý của mình và làm cho các chủ đầu tư chán nản trong việc đặt bút ký đầu tư vào Quảng Nam nói chung cũng như phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn nói riêng. Ai cũng thấy, nhưng đội quy tắc đô thị thị xã Điện Bàn và chính quyền địa phương phường Điện Dương ở đâu trong vấn đề này? Vì sao vấn đề xây dựng trái phép này diễn ra từ năm 2018 nhưng tới nay vẫn còn tiếp tục bùng phát, nói như một cán bộ mà chúng tôi tiếp xúc là loạn và chưa có bất cứ sự vào cuộc quyết liệt nào của các cấp chính quyền địa phương để chấn chỉnh tình hình? Có hay không sự hậu thuẫn của một số quan chức biến chức làm cho tình hình xây dựng nhà trái phép trên địa bàn trở nên loạn hơn bao giờ hết? Qua bài phản ánh này, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam vào cuộc thanh tra làm rõ các sai phạm hiện nay tại địa phương nhằm chấn chỉnh tình hình phức tạp trong việc xây nhà trái phép tràn lan, vô tội vạ như hiện nay trên đất dự án. Báo điện tử Tâm Nhiên sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.